Liên đoàn bóng đá Indonesia khẳng định không phạt cầu thủ ẩu đả với Thái Lan ở chung kết SEA Games. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Erick Thohir khẳng định không trừng phạt thành viên đội U22 tham gia hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32. Sau vụ việc, ngày 16 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã cấm tham gia các đội tuyển 1 năm với một quan chức và 2 trợ lý huấn luyện viên, cấm 6 tháng với 2 cầu thủ. Nhưng PSSI khẳng định sẽ không làm vậy vì cho rằng Thái Lan mới là bên kích động bạo lực. Tại sao chúng tôi phải trừng phạt các cầu thủ? Thohir đặt câu hỏi ngược lại cho một phóng viên Indonesia trong cuộc họp báo tại Jakarta chiều ngày 24 tháng 5. Tất nhiên, chúng tôi sẽ chấn chỉnh, nhưng về cơ bản, tôi nghĩ đó chỉ là hành động bột phát khi bị khiêu khích và có thể dùng thứ. Chủ tịch BSSI khẳng định mối quan hệ giữa Indonesia với bóng đá Thái Lan, Việt Nam hay các quốc gia rất tốt. Ông tôn trọng quyết định phạt của FAT, nhưng nhấn mạnh PSSI có quan điểm riêng về vụ việc. Sau án phạt của FAT hôm 22 tháng 5 trên một số diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều cổ động viên cho rằng có ít nhất 3 cầu thủ và 1 trợ lý huấn luyện viên Indonesia cũng đáng bị xử phạt. Họ gồm tiền đạo Titan Agung, Amandan Sanata và trung vệ Komang Agung. Màn hỗn chiến ở chung kết SEA Games 32 bắt nguồn từ hiểu nhầm ở cuối hiệp 2. Đầu tiên, trọng tài chính thổi còi cho Thái Lan đá phạt, nhưng phía Indonesia tưởng hết giờ. Huấn luyện viên Indra Jafri cùng các trợ lý ùa vào sân, còn tiền đạo Sanata cầm khăn chạy ngang khu kỹ thuật Thái Lan ăn mừng, làm đối thủ nóng mắt. Khi biết đó, không phải còi tan trận, Indonesia đã mất tập trung. Họ để tiền đạo Jopsekon ghi bàn gỡ hòa hai đều ở phút bù giờ thứ 9. Ngay lập tức, nhiều thành viên Thái Lan chạy sang khu kỹ thuật Indonesia ăn mừng trả đũa, dẫn đến cuộc xô xát, trong đó Titan Agung khơi mào ẩu đả. Sang hiệp phụ, Ifan Johari nâng tỷ số lên 3-2 và đến lượt thành viên Indonesia sang khu kỹ thuật Thái Lan ăn mừng. Cuộc ẩu đả lần này diễn ra lâu hơn, thậm chí trưởng đoàn Kombet Sumadi và đội trưởng Ricky Rido vào căn ngăn cũng bị đánh. Trung vệ Komang của Indonesia đánh nguội một cầu thủ Thái Lan, rồi đánh nhau như hai võ sĩ Wu Su với thủ môn Sumbawit Rakat để rồi cả hai cùng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về phía Indonesia, giúp họ giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 1991. Trọng tài chính đã phải rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ, với 5 thuộc về Thái Lan cùng 12 thẻ vàng.